Xin chào các bạn, hôm nay Long Yibai sẽ hướng dẫn các bạn cách gắn con IC ABT 72330 lên trên chiếc xe Felix. Thì chiếc xe này đã được trang bị sẵn động cơ Yuma 3000W vành 14 inch. Và trước khi gắn thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái thao tác trước khi đặt IC vào. Thì các bạn sẽ phải tháo giúp mình cái ốp ở phía dưới gầm xe ra. Đây. Ốp phía dưới này để các bạn đặt IC vào và sau đó sẽ chốt cái ốc như thế này vào. Ốc này thì mình sẽ tặng kèm khi các bạn mua nhé. Đây là một con ốc E-Lock 304. Các bạn sẽ chốt vào góc của IC này và sau đó là vào đúng vị trí cái lỗ đây ở đây để cố định con IC này lại, và sau đó các bạn sẽ thít dây thít ở phần chân đầu này. Và bây giờ mình sẽ thực hiện thao tác để cho các bạn cùng xem. Bây giờ mình sẽ thực hiện đấu dây nguồn vào. Thì các bạn thấy là ở đây dây nguồn màu đen này, dây nguồn âm này, nó sẽ bị ngắn, nó không tới cái phần dây đây, do cái dây này thì bạn này đã cắt đi rồi và đã hàn cái cốt khác vào. Và dây dương đây thì cũng đã cắt đi và hàn cốt khác. Thì bây giờ bắt buộc mình sẽ phải nối thêm. Mình sẽ đi qua thêm một cái cầu như này. Và cái cầu của cái dây như này thì mình sẽ tặng kèm khi các bạn mua IC nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ nối qua cái cầu này. Tiếp đến bây giờ mình sẽ gắn dây động cơ. Thì các bạn lưu ý gắn đúng màu dây vàng và xanh lá và xanh dương. Sau khi nối dòng xong cái dây động cơ thì mình sẽ kết nối cái bộ dây chức năng này vào. Thì các bạn lưu ý ở đây nó có những cái rãnh này, thì các bạn cũng phải cắm đúng cái rãnh ở trên IC thì nó mới có thể vào được nhé. Cái này nếu như các bạn có thể cắm trước thì cứ cắm trước luôn cho nó dễ, còn nếu mà gắn xong ngày cắm vào nó sẽ hơi khó một chút, mình cắm quen rồi. Rồi, ở đây sẽ có những cái dây mà các bạn cần phải lưu ý. Đây là dây cảm biến động cơ. Thì nếu như các bạn đi động cơ zin sẽ cắm thẳng vào đây, còn nếu mà không các bạn sẽ phải qua cái chuyển đổi này nếu mà bạn thay động cơ lớn rồi. Thì ở đây động cơ của bạn này đã thay động cơ lớn thì mình sẽ cắm qua rắc chuyển đổi như này. Và đây là rắc động cơ thì sẽ cắm vào đây. Cái này mình cắm tượng trưng để hướng dẫn các bạn nhé. Đấy, sau khi cắm thì các bạn sẽ phải luồn xuống đây để cho nó xuống dưới cái này, các bạn mới có thể đóng được cốp. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện thao tác đưa xuống dưới.
Sau khi cắm xong hai cái rắc này thì các bạn sẽ có thêm một cái rắc lớn như thế này. Đây là rắc lớn ở trên xe của các bạn này, và cũng cái IC này cũng sẽ kèm một cái rắc lớn như này. Thì các bạn sẽ cắm vào đây giúp mình. Cơ bản thì cứ vừa đâu cắm đó. Rồi. Vậy là các bạn sẽ có bốn đầu dây như thế này. Đây là bốn đầu dây các bạn thừa ra thì các bạn sẽ phải cắm vào IC zin. Đây là cái IC zin của các bạn thì cũng sẽ có ba chân cắm như này. Thì các bạn sẽ cắm giúp mình ba cái chân này vào. Cứ vừa chân nào thì cắm chân đó nhé. Sau đó các bạn sẽ để cái IC zin vào đây. Ở đây thì các bạn sẽ thấy có một cái rắc như thế này. Thì các bạn sẽ tìm giúp mình ở trên con IC độ. Nó cũng sẽ có một cái rắc để các bạn cắm vừa. Đây, rắc ba chân như này. Tùy theo từng từng xe nhé. Felix S thì mình sẽ làm một rắc thôi. Còn con này thì mình sẽ làm ba rắc chẳng hạn. Thì các bạn sẽ thấy là vừa đâu để cắm đó. Ở đây mình sẽ thấy, mình sẽ cắm nó vào đây. Cái dây này mục đích của nó để chuyển đổi cái chế độ Eco và Sport. Nếu các bạn không cắm rắc này nhé thì sẽ không chuyển đổi được sang Sport đâu. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm gọn nó lại. Bây giờ thì các bạn sẽ dùng một cái dây thít này. Dây thít này cũng sẽ tặng kèm cho các bạn khi các bạn mua IC nhé. Thì sẽ thít giúp mình vòng qua cái IC này xuống dưới cái phần đế sắt ở dưới này. Để cố định cái phần đầu của IC lại. Trong quá trình chúng ta di chuyển này nó không bị kêu. Rồi như vậy là các bạn đã có thể mở khóa xe và chạy được bình thường. Và bây giờ các bạn sẽ gắn cái tấm ốp ở phía dưới và gắn cốp vào là có thể chạy được bình thường thôi. Và cố định cái này lại. Cái này thì mình cũng sẽ tặng kèm các bạn một cái dây thít để các bạn có thể thiết cái IC zin này vào nhé. À, các bạn sẽ luồn cái dây thít này qua đây. Đây là sau khi mình hoàn thiện các bạn nhé, mình đã đóng cái nhựa ở dưới rồi và dây thì đã để gọn vào đây để chút nó đóng cốp vào thì nó không bị vướng, không bị đè vào dây điện. Và dây thít thì mình đã thít ở đây rồi. Đấy thì các bạn về cơ bản làm tương đối đơn giản, nó có thể làm tại nhà, không cần phải ra thợ. Và bây giờ mình sẽ ga thử cho các bạn cùng xem nhé. Đây đang để chế độ Sport. Con này bị lon hơi à? Thằng nào thấy nắc động cơ thế. Rồi đây là vận tốc của con IBT nha các bạn, nghe thấy âm thanh nó cực kỳ êm. Thì trước đây khách có gắn con Votul 100S. Đi thì thấy nó không được êm lắm, là chuyển sang IBT. Rồi các bác cần thì có thể liên hệ bên em về cái dòng IC IBT này, cả Votul cũng có. Votul thì giá rẻ hơn, IBT thì giá cao hơn một chút nhưng mà chất lượng nó ngon hơn. Phanh điện, test phanh điện này. Con này đang bị non hơi mà bị nắc nốt và nắc xe.